À, xin chào các bác anh các chị đã quay trở lại với kênh uh, dược liệu hòa bình của em khoa nhé hôm nay em khoa lại uh, uh, ra vườn và quay một số cây dược liệu để các bác uh, chia sẻ cùng các bác nhé đấy các bác nhìn ở đây là cái cây uh, gì không các bác biết không ạ đây chính là cái cây uh, gọi là cây đơn đỏ các bác nhé đấy cái lá đơn đỏ đây ở trên uh, ở mặt trên của nó này thì nó xanh này nó xanh nhưng mà xanh uh, hồng hồng đấy mặt ở dưới này bác thấy này nó đỏ ngắt đi đấy đỏ ngắt đi đấy được chưa thì cái lá đơn đỏ này nó cực tốt cho uh, các cái bệnh ở ngoài da đấy như là mề đay này viêm da này la thần kinh này đấy nói chung các bệnh ngoài da thì dùng cái lá đơn đỏ này cực kỳ là tốt nhé đấy thì hôm nay sẽ chia sẻ cùng các bác uh, một số tác công dụng cũng như là uh, cái uh, cái công thức hoặc là để để uh, các bác có thể sử dụng được cái lá như thế này nhé đấy, đây anh caramel quay qua đây em đây, đây là cây đây lá đơn đỏ nó đang có hoa này đấy đang có, có quả rồi nhé, đấy đang có quả có hoa này, đấy, cái lá ngọn ở đây này, đấy, thế thì à, à, cái lá đớn đỏ này á, thì nó có tác dụng chính đó là trị mẩn ngứa này, đấy, mụn nhọt này, đấy rồi la mề đay dị ứng, vú sưng tấy sốt cảm nhức đầu đau nhức phong thấp kinh nguyệt không đều kết lị tiểu ra máu uh, huyết uh, nhiệt mụn nhọt lửa ngứa đấy thì cực kỳ là uh, những cái bệnh này thì, thì cái lá đơn đỏ này thì điều trị rất là tốt nhé đấy lá đơn đỏ được sử dụng với liều lượng từ 10 đến 20 gram trên ngày dưới dạng là sắc nước uống à, giải độc à, đấy độc vị hoặc là phối hợp với lại một số các cái cây dược liệu khác đấy thì à, em xin giới thiệu qua một số các cái bài thuốc về cái uh, lá đơn đỏ như này đấy, thứ nhất là cây lá đơn đỏ trị mề đay mẩn ngứa dị ứng mụn nhọt thì các bác sử dụng 8 đến 12 gram lá đơn đỏ khô đem sắc chia làm 3 lần uh, trong 3 ngày uh, uống uh, 3 lần trong ngày đấy uống uống mỗi bữa ăn sau đó là uh, khi uh, triệu chứng thuyên giảm và biến mất đấy được chưa rồi là các bài thuốc về trị mụn nhọt uh, ở vú vú sưng tấy đau thì sử dụng 10 12 gam lá đơn đỏ lấy nước chia làm 3 lần dùng đến khi triệu chứng xuyên giảm ngoài ra bạn có thể uh, sao nóng và sao sao nóng lá đơn đỏ này sau đó cho vào đắp vào vú rồi trường nhẹ lên vú sẽ giảm sưng đau cực kỳ là tốt nhé đấy được chưa rồi là nếu như các bác đang bị rô la mẩn ngứa thì sử dụng 40 g lá đơn đỏ như này sao vàng rồi sắc uống hàng ngày thực hiện đều đặn và liên tục cho đến khi triệu chứng uh, giảm đấy được chưa đấy thì đấy là một số các cái cái, cái công dụng tác dụng của cái lá đơn đỏ như này đấy được chưa đấy thì lá đơn đỏ rất tốt cho các bệnh ngoài da nhé Đấy, thì bác nào đang có nhu cầu mua cái lá đơn đỏ như này đấy bên em thì có cái dạng lá lá đơn đỏ khô đấy thì các bác mua thì liên hệ với em khoa qua số điện thoại là 0976836586 nhé đấy rồi xin chào hẹn các bác ở những video tiếp theo